mình sẽ thử test bắn cái trái dừa và coi có đứt được cái trái dừa không nha các bạn. Mình đi test gà ổi nha các bạn. Dừa rất là may mắn nha các bạn, đứt ngọt luôn các bạn ơi, đứt ngọt sớt luôn các bạn. Cái này là hồi nãy mình đã bắn có một cái nó bị sớt ngang rồi các bạn, nhưng mà nó chưa đứt các bạn. Bắn thêm cái nữa nó rớt ra luôn các bạn. Rất là may mắn ha, rất may mắn nha các bạn, rất ok ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nhớ đăng ký để xem nhiều mẫu ná hơn nha.